Long xin kính chào các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh Khách Thanh Store và kênh mới là kênh mua rẻ 365.com các bác nhé. Nhớ website mua rẻ 365.com. Hôm nay thì giới thiệu với bác cái loa siêu trầm cầm ghế siêu mỏng dành cho ô tô các bác nhé. 10 inch, 10 inch nha các bác nhé, và là quy đổi ra cm là bát 25 đấy. Giá thì rất là tuyệt vời. Các bác theo dõi phần giá ở phần cuối video nhé. Có khuyến mại giảm giá cho các bác để các bác lấy một phần kinh phí đó thì các bác về các bác nếu các bác không tự đấu vào xe được thì các bác thuê thợ người ta đấu rất là nhanh luôn. Giá rất tuyệt vời. Bát 25 các bác nhé, 25 chứ không phải 20 đâu. 25 bán như các bác giá như 20 luôn. Đấy. Đấy, trong hộp thì có cái này là điều chỉnh volume nhé. Đấy, điều chỉnh volume. Và khi mà các bác lấy tín hiệu từ đầu âm thanh thì các bác cũng có thể là để một cái volume này ở mức cố định, chẳng cần phải điều chỉnh đâu. Đây. Này nhá. Ta cắm vào đây. Chỗ nào vừa ta cắm vào đây để ta điều chỉnh nhá. Rồi, đây là những cái ốc. Ốc để bắt vào. Ốc để bắt vào sàn xe. Tại vì bát 25 nó rất uy lực các bác nhá, nên các bác không bắt vào thì nó có nhảy lung tung. Đây có một sợi này. Tí hướng dẫn các bác nhá. Đây. Đảm bảo các bác là giá khách hàng bán là rẻ nhất Việt Nam luôn các bác nhá. Bán này rẻ như bán buôn luôn. Đây là bát 25. Bác mua về các bác lắp thì rất uy lực mà giá thì rất là ok rồi. Thùng gang nha các bác nhé, dày 8 cm, cả cái lưới này 8 cm này. Đấy, thùng gang. Đấy, cái ốc này các bác bắt vào đây này. Đấy, 4 chỗ bắt ốc này, 600W các bác nhé, 12V 600W. Bác nào mà muốn lắp trên xe tải 24V ấy, thì bác mua thêm bộ chuyển đổi 24V xuống 12V nhé, giá 200.000. 200.000 cái bộ chuyển đổi từ 24V xuống 12V. Đấy nhá. Thùng gang rất là chắc chắn. Đấy. Lưới này cực kỳ cứng luôn. Rất là cứng luôn. Đấy. Quay gần cho bác xem nhá. Đó. Thùng gang này. Bát 25. Đánh uy lực. Rung cả xe luôn, các bác cho to rung cả xe luôn. Như vũ trường luôn. Đây các bác quan sát đằng sau nha. Hướng dẫn các bác đầu nối luôn này. Đây nha. Bật tắt này, đó, bật tắt nha. Này đảo pha thì các bác không cần phải chỉnh đâu. Đây là tỉnh chỉnh tần số nhá. Đây là mức độ cắt súp. Các bác cho mức nhỏ nhất thì tiếng súp nó sẽ sạch hơn. Nó chỉ còn tiếng súp thôi, không lẫn tạp âm tiếng hát, tiếng bass gì cả. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta cho lọc sạch thì tiếng nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, chúng ta nghe thì chúng ta cứ cho lọc sạch đi, cho tần số này thấp nhất. Nếu mà volume nó chưa đạt ấy, tức là các bác vẫn cảm thấy còn nhỏ ấy. Sau khi mà đã chỉnh cái min max này này, cái volume ấy to hết cỡ. Nhá các bác, chỉnh volume này to hết cỡ này. Đấy. Và tần số này thấp nhất nhá, để cho tiếng súp nó hay. Đấy, tuy nhiên mà nếu mà âm thanh volume vẫn chưa đạt mức các bác yêu cầu thì các bác cho tần số này cao hơn một chút thì tiếng nó sẽ to hơn nhé, to hơn một chút. Đấy. Đấy,
chúng ta cho tần số lên thấp hết cỡ mà volume tiếng nó đạt rồi thì chúng ta cứ để thấp nhất. Rồi, để lấy tín hiệu vào các bác nhé. Tín hiệu vào thì các bác nếu mà đầu của các bác có đầu tín hiệu ra. Đấy, hướng dẫn các bác đưa tín hiệu âm thanh vào nhé. Khi mà đầu của các bác có đường tín hiệu âm thanh ra, tức là output đấy, đường tín hiệu các bác nhé, chứ là chưa qua khách đại ấy, thì các bác đưa tín hiệu vào đây, RMR cổng hoa sen này nhé. Giống như chúng ta cắm tiếp điện thoại vào ấy, thì ở đây này, khi mà đầu của các bác có output, tức là đường tín hiệu âm thanh ra nhé, chúng ta đấu như vậy chúng ta phải tháo đầu ra, ta lấy tín hiệu âm thanh ra, ta cho vào đây. Còn để đơn giản hơn, các bác không cần quan tâm đến đầu của bác có tín hiệu âm thanh ra hay không, thì các bác sử dụng cái đường hai neo input này. Đấy, các bác cắm này vào, cắm cái này vào nhé, và các bác chỉ cần lấy hai sợi thôi. Đấy, hai sợi thôi. Đây là một vế này, đây là một vế này. Đấy, các bác lấy hai sợi này thôi. Các bác trích từ một cái loa ở trong xe ấy, các bác đưa vào đây. Trích từ một loa bát nhé, loa cánh chẳng hạn. Đấy, các bác sẽ cho vào đấy. Các bác đấu vào đây. Thế như vậy là ở cái loa cánh chẳng hạn thì nó là đã qua khuếch đại rồi các bác nhé, nên các bác không thể cho vào đây được. Đấy, âm thanh đã qua khuếch đại rồi thì các bác phải cho hai và hai level input này. Đấy, các bác cho vào đây thì nó sẽ lấy làm tín hiệu vào cái loa này. Đấy, rất là đơn giản như vậy, đầu tư loa cánh hoặc là sau ấy, sau cốp ấy, thì quá là đơn giản, rất là nhanh. Các bác dùng cái này. Còn đấu nguồn thì sau đây em đấu nguồn và sau đó sẽ nói cho bác. Đấy, bác nào biết rồi thì các bác có thể tua lại phần cuối video này để xem video test nhé các bác nhé. Các bác xem video test thì các bác chuẩn bị sẵn một cái tai nghe hoặc là loa vi tính nhé, hoặc là dàn âm thanh có loa súp thì các bác mới nghe được tiếng trầm nhé, chứ còn loa điện thoại không thể hiện được tiếng trầm, nghe bằng không các bác nhé. Rồi nhá, em đã đấu ok rồi. Đây, hướng dẫn các bác này, nguồn điện trên xe thì đó là điện DC, thì sẽ có một dây dương và một dây âm. Đây nhá, dây dương thì các bác đấu vào 12 cộng này. Đấy, và các bác đấu từ 12 cộng này, các bác đấu xuyên sang RM này, tức là hai cái này thông nhau, 12 cộng và RM thông nhau và đấu vào dây dương nhá. Đấu thế nó mới có nguồn các bác nhá. Đây này. Đấy. Còn dây âm thì chúng ta sẽ đấu vào GND được chưa nào? Đấy, GND. Đấy, điện đã sáng rồi nhá. Thì sau đây ta sẽ test loa trầm thì các bác phải đeo tai nghe hoặc cắm loa vi tính nhá. Chứ còn nghe loa điện thoại là không nghe được tiếng trầm đâu. Không nghe được tiếng gì cả, chỉ cạch 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 tiếng rung của đồ vật nhá. Các bác phải đeo tai nghe hoặc là cắm loa vi tính. Cái loa này rất là uy lực các bác nhé. Đây, đầu âm thanh vào nhá, cắm từ điện thoại này. Đấy, test cho các bác. Trước khi nghe thì xin nhắc lại các bác là loa này là loa súp, loa siêu trầm, để bổ sung tiếng trầm ở trên xe thì bổ sung tiếng trầm cho dàn âm thanh trên xe. Ở nhà người ta vẫn dùng loa siêu trầm để bổ sung tiếng trầm cho dàn âm thanh ở nhà. Tức là trên xe người ta đã có 3 loa, loa bát, loa tép, loa phát nhạc rồi các bác nhé. Nhưng mà tiếng bát nó chưa được uy lực, nghe nó chưa được đã tai thì người ta ghép thêm loa trầm này vào. Chứ loa trầm này thì không giúp chúng ta nghe được tiếng hát các bác nhé, mà chỉ bổ sung tiếng trầm thôi. Đấy, giống như là khi chúng ta nghe nhạc sàn nhưng mà nghe trên loa ô tô thì nó đập rất là yếu đúng không? Chỉ chủ yếu tiếng hát thôi. Thì bây giờ ta phải bổ sung cái loa trầm này vào, nó bổ sung tiếng trầm. Đấy, thì là nó đập uỳnh như vũ trường luôn, uy lực rất là uy lực, nghe nhạc rất đã các bạn nhé. Đấy, còn bác nào mà đã hiểu về loa trầm, loa súp trên ô tô rồi thì các bác
tua đến phần cuối để xem video test nhé. Đây nhé. Cái không gian cái phòng này khoảng 30 mét vuông các bác nhé. Khi mà chúng ta mang cái loa trầm này vào trong xe nó khoảng mấy mét vuông thôi, có hơn 1 mét vuông thôi, 2 mét vuông thôi. Thì nó uy lực hơn là các anh test ở cái phòng này rất là nhiều nhé. Như là này, đấy, nếu mà các bác đeo tai nghe rồi thì các bác có thể là nghe được tiếng trầm đang đập rồi nhé. Em đang cho rất nhỏ, bây giờ cho to lên thì các bác sẽ nghe được những cái tiếng đồ vật bên ngoài nó rung rất là uy lực. Đây nha, cho lên mới mức. Đấy, chỉ cần cho như này thôi, các bác nghe trong xe thì nó cực kỳ đã rồi nha, chứ chưa nói là to nữa. Đấy, các bác có thể cảm nhận được cái tiếng đồ vật nó hơi kêu kêu một chút này. Bây giờ cho to nữa, nó còn kêu nữa này. Đấy. Đấy, cho to nữa thì các bác có thể thấy là cái loa này nó bị rung động, nó di chuyển nhé. Thì đây là các bác bắt trên xe, các bác phải dùng những cái tai này các bác bắt vào sàn xe. Nếu mà các bác thường xuyên mở lớn thì các bác có thể bắt vào, không là nó di chuyển đấy. Đây là bát 25 các bác nghe, rất là uy lực, giá rất tuyệt vời, giới thiệu giá luôn các bác này, 1.500.000 chưa bao gồm phí ship. Bán khuyến mại cho bác 1.300.000 các bác nhé, 1.300.000 thôi. Đấy, các bác mua hàng nên liên hệ số máy nhân viên bán hàng bên Khắc Anh, nhân viên số 1 là 0964 867 866, nhân viên số 2 0364 791 601. Các bác gọi điện các bác làm thủ tục mua hàng nhé. Thủ tục mua hàng thì bao gồm các bác cung cấp địa chỉ, bên em ship hàng qua bưu điện mà. Bác đặt cọc, đặt cọc 50.000 nhá, 50.000 thẻ cào Viettel. Đấy, 1.300.000 bác đặt cọc 50.000 thì khi nhận hàng các bác thanh toán 1.250.000 cộng với tiền ship của bưu điện nhá. Cái này thì nó nặng 4-5 cân cơ, ship thường thôi các bác nhá. Ship thường thì 3 đến 7 ngày sẽ đến với các bác, tùy các bác ở tỉnh nào, cái này Lào Cai nhá. Cái này không ship nhanh được, ship nhanh cước rất tắt các bác sẽ không chịu được đâu. Các bác thấy chưa? Những con ốc này nó kêu này. Thấy chưa? Nó à rung này. Xe thì chúng ta thường ít chúng ta mở mức lớn như này lắm, khi mà chúng ta đi một mình ta mở lớn thôi, chứ còn khi mà chúng ta có người, nhiều người trên xe ta ngồi nói chuyện thì chẳng bao giờ ta mở lớn này đâu. Chúng ta sẽ điều chỉnh âm lượng cái súp này cho nó hài hòa với âm lượng của những cái loa trên xe nhé. Đấy, thì khi đó là chúng ta sẽ tăng giảm volume ở trên cái đầu ấy, thì sẽ tăng giảm âm thanh theo. Tức là loa tiếng hát ở những loa có sẵn này nó tăng lên thì tiếng trầm đây nó cũng tăng lên. Ta điều chỉnh một lần âm thanh ở cái loa sub này thôi. Các bác mà ra cửa hàng ở khu nhà các bác ấy, cái loa trầm gần 2 triệu nhá thì nó chỉ là bát 20 thôi nhá,
Đây các anh bán lẻ rẻ như bán buôn rồi, các bác mua về các bác lắp rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ em sẽ mở một cái nhạc 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 mà có lời nhá, có lời hát đấy. Thì cái loa này nó là loa trầm thì các bác sẽ không nghe thấy tiếng lời hát đâu. Nhạc remix này. Đây các bác sẽ không nghe lời hát nhá. Và cái loa siêu trầm này sẽ bổ sung tiếng trầm cho dàn âm thanh trên ô tô nhá. Còn tiếng hát sẽ thể hiện ở cái loa có sẵn rồi. Rất là tuyệt vời. Đấy các bác nghe. Nghe tiếng tiếng không phải tiếng la rè đâu các bác nhá, mà tiếng đồ vật xung quanh nó rung. Đấy. Các bác nghe bằng tai nghe thì các bác nghe rõ tiếng bát, tiếng đập bát chắc lịch luôn. Còn nghe loa điện thoại chỉ nghe được tiếng đồ vật này nó rung thôi nha các bạn nhé. Xin cảm ơn các bác theo dõi video nhé. Các bác thấy hãy nhấn đăng ký kênh Khách Store và mua giải 365.com để theo dõi những video sản phẩm giá hợp lý nhất các bác nhé. Các bạn bán lại rẻ như bán buôn. Test hàng ok, sau đó mới gửi cho các bác nhé. Và cam kết bảo hành trách nhiệm cho các bác, chứ không phải như là các bác mua hàng trên Lazada các kiểu kia nhá. Nhiều khi mua về hàng các bác không dùng được đâu. Này các anh test hàng rất ok mới gửi cho các bác. Rồi xin chào các bác.